Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi học một chủ đề rất là hay trong tiếng Anh, đó là nguyên tắc phát âm của âm H. Âm này thì khi nó đứng ở trong cuối một từ, nhìn các từ trên bảng đây thì chúng ta sẽ đọc như nào? Thầy biết rằng là cái từ này thì nếu mà nó đứng riêng lẻ đúng không thì nó là quá khứ của từ eat, có nghĩa là ăn, nên cho là ate đúng không? Và rất nhiều bạn khi các bạn đặt trong câu thì các bạn sẽ bê nguyên cái từ ate đấy vào và các bạn sẽ đọc thành graduate, estimate, calculate, appreciate, investigate, graduate, chocolate, accurate và corporate, đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì các em có để ý rằng là nếu các em đọc như vậy thì các em có một nửa là đúng, còn một nửa là sai. Không hẳn là không phải là sai một cách trầm trọng đâu, mà nó sẽ không được giống với người nước ngoài. Vậy làm thế nào để đọc cái âm này cho đúng? Các em nhớ nhá, nguyên tắc của âm này như sau này. Cái âm eight này thì nó sẽ có hai cách nói, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó sẽ đọc thành âm eight, và trường hợp thứ hai nó sẽ đọc thành âm it. Ok, tức là chúng ta sẽ trừ một trường hợp là đọc thành âm eight và một trường hợp đọc thành âm it. Khi nào? Hoặc là các em có thể đọc thành âm earth, tức là âm earth, tức là nó thành một âm reduced, tức là nó bị biến đi, biến nhẹ đi. Vậy khi nào? Các em nhớ nhá, nếu trong một động từ, nếu một động từ tận cùng bằng âm ate, nếu một động từ tận cùng bằng âm ate thì âm tức là tận cùng bằng ate á, từ ate này này, thì nó sẽ được đọc thành âm ate nếu động từ. Và bên cái cột bên phải của thầy đây thì đều là động từ, nên chúng ta sẽ đọc thành graduate, estimate, calculate, appreciate và cuối cùng là investigate, đúng không? Tất cả đều là âm A nhá. Nhưng nếu mà là danh từ hoặc là tính từ thì nó sẽ đọc thành âm it. Vậy chúng ta sẽ có là graduate, estimate, chocolate, accurate và corporate. Nhớ nhá. Như vậy ở bên này thì chúng ta sẽ đọc thành âm gì nhá? Âm it. Hoặc là các em đọc thành âm earth, chúng ta có là chocolate cũng được nha. Ok, như vậy suy ra cái nguyên tắc âm eight này rất đơn giản như sau: nếu là động từ thì chúng ta sẽ đọc bằng âm eight, và nếu là danh từ hoặc là tính từ, cái cột này thì nó chính là danh từ và tính từ, thì chúng ta sẽ đọc nó thành âm it. Mà chúng ta sẽ đọc lại nhé: graduate, estimate, hai từ này có nghĩa là tốt nghiệp đúng không nhỉ, còn từ này có nghĩa là ước tính nên là động từ. Calculate, appreciate và investigate, tất cả đều động từ nên thầy đọc thành chữ eight. Còn bên này thì nó là tính từ và danh từ. Graduate là danh từ, có nghĩa là học sinh tốt nghiệp. Estimate, chocolate, accurate và corporate. Nhớ nhá. Như vậy đấy là nguyên tắc của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang bên này cho thấy đây là một số câu mà chúng ta sẽ xem nhá. Thứ nhất, câu đầu tiên, từ này thì chắc chắn là động từ rồi, bởi vì nó đứng sau chợ động từ đúng không? The là mạo từ, vậy là sau mạo từ là danh từ rồi, như vậy đây là danh từ, còn đây là động từ đúng không nhỉ? Will là chợ động từ rồi, vậy đây thì cũng sẽ là động từ, còn đây thì chắc chắn là danh từ rồi đúng không? Và cũng age. Vậy câu này mình sẽ đọc như nào đấy? He will graduate next year. He will graduate next year. Their estimate is accurate. Đây cũng là tính từ, đúng không? The estimate is accurate. The police will investigate this case. The police will investigate this case. Và cuối cùng, chocolate is my favorite. Ok, em thấy hai đôi này nó khá là giống nhau đó. Chocolate is my favorite. Vậy chúng ta nghe lại nhé. Và chúng ta luyện tập theo nhé. He will graduate next year. Their estimate is accurate. The police will investigate this case. Và cuối cùng, chocolate is my favorite. Ok, thì đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay, và thầy hy vọng rằng là mọi người sẽ luyện tập thật tốt và chú ý khi mà các em gặp những cái âm như thế này. Ok, hẹn gặp lại các em ở các buổi học tiếp theo.